chuyển qua một cái giá thứ hai, có thể là gián ngồi. Thì gián ngồi nó cũng có rất nhiều giá, và các bạn chú ý nghe từng cái chia sẻ của tôi với các bạn. Thứ nhất là các bạn chụp, nếu mà áo dài mà các bạn chụp hoặc là thế ngoài khác hoặc chụp ở chính diện, thì hai cái chân này là một cái khuyết, khi đưa ra nó sẽ tạo cột cảnh rất là xấu cho cơ thể. Chính như vậy chúng ta thì để hướng đèn thì đứng nhìn, và chúng ta xây mỏng, ví dụ đèn đang xây vào đó như vậy mình ta xây. Thì nếu mà giả dụ đây là một cái áo dài mà không phải là cái áo dài, là một trang phục khác, thì cái giá nó cũng sẽ đẹp hơn là cái giá chúng ta để chân phía trước. Và cái chân phía trước để cho cái đẹp hơn nữa thì các bạn nên chú ý bằng chân, và chân trong lúc nào chúng ta cũng đưa ra, và bàn chân này chúng ta phải xếp lại, xếp lộ chân độ sau la như vậy. Thì ở sau la dài, thứ nhất là chúng ta sẽ tạo được cái đường lượng của áo dài, và nếu thấy chân thì chúng ta thấy được cả hai bàn chân. Nếu mà chúng ta để lộ bàn chân ở trước một chân thì chúng ta cảm thấy sẽ mất đi một bàn chân. Đó là những tiểu tiết nhỏ như một tấm hình, nên chú ý. Vậy thì nói về bàn chân như vậy nó sẽ đẹp, nhưng nó sẽ chưa đẹp nếu mà thật sự thấy hai bàn chân. Chúng ta phải có độ cao bàn chân lên nó bình thường, nhưng mà nên dày mới đẹp. Nhưng mà nếu mẫu lại như vậy thì nó sẽ lên gân, bây giờ họ phải gồng. Chính vì chúng ta phải có một cái đạo cụ là một cái khoảng 5 phân bằng một cục gỗ đồng màu với này, thằng như là màu đen. Hai cái tạo quan trọng, chúng ta đừng bao giờ để thẳng quá, nó cũng sẽ không đẹp. Khi ánh sáng vô nó sẽ tạo mặt bằng chúng ta nên người dính nhẹ cho cái điểm xuất phát của nó, để nó xòe ra, nó tạo những đường dẫn, nó tạo sự mềm mại của da. Những đường cong này tưởng là tự nhiên, nhưng đó là một sự tính toán để chúng ta tạo những đường cong đẹp, chứ không phải những đường gãy khúc bình thường của vải. Nó hai đầu gối chạm vào nhau để cho đường dẫn của áo dài nó lên, điểm xuất phát nó tấm lại, đen xề ra, nó sẽ tạo những cái đường nét rất là đẹp và mềm mại cho cái áo dài. Đó, nói về bàn chân và chuẩn bị những cái tất đến bàn tay, thì chúng ta bắt đầu đơn giản từ những cái nhẹ nhàng nhất, như cái dáng đứng hồi nãy, cái tay này nằm vào thẳng hơn ra, hai vai mở ra, nghe một chút xíu. Đó, vậy. Thứ nhất là chúng ta sẽ diễn đạt những đường cơ thể đẹp hơn. Và hai cái tay chúng ta nên tách nhẹ, hai cái tay để đi. Nhưng tách ra thì chúng ta lại một chút xíu, để chúng ta thấy cái eo. Nếu mà ta đi để sát như vậy thì nó sẽ thô, cái vai nó sẽ bị gù, nó gù. Để như vậy hạ xuống. Thì đó là ta vừa thấy tất cả những đường nét đẹp của cơ thể. Đây là cái dáng đang ngồi, ví dụ đang ngồi tiếp chuyện với một người đối diện. Thì cái giá trị như vậy, cười, nhà, rất đẹp. Rồi, bắt đầu bàn tay bắt đầu diễn, tung ra là mô hình bàn tay, chứ không hề thay đổi. Ta đưa nhẹ nhàng lên đầu ngón nhìn theo. Tùy theo sự tưởng tượng của mỗi người, là có những đạo cụ tương ứng để chúng ta tiếp cái bàn tay này, là một đơn một cái bình sen, con này đang nâng lên một cái bàn tay để nâng hoa sen, hoặc là đang đón chờ một cái gì đó đến với bàn tay của mình. Thì như vậy tùy theo cái đối tượng, cái đạo cụ mà cười hay là không cười. Nếu muốn đẹp nữa thì chúng ta hơi trơn một chút, dáng sẽ mềm và đẹp hơn. Và muốn động tác như vậy thì mời thầy ra ngoài một chỗ khoảng một giây. Rồi, con nhìn thấy bàn tay. Rồi, con nhìn tiếp đó. Nhìn theo bàn tay. Rồi cái tay này để đẹp, con không nhìn thì vẫn còn hay nhìn cái tay đâu. Cũng như dáng đứng như vậy, nhưng người ta đã bung ra, nó sẽ tạo hình dáng người ta đẹp hơn. Ta thay đổi từ ngôn ngữ bằng tay thôi, chúng ta sẽ có nhiều cái dáng rất là đẹp. Nhìn thấy vẫn còn những nhìn thấy bằng tay. Và đến giờ thì chờ tới xíu. Bạn thấy cô mẫu mình tự nhiên nó bóc ra nó rất đẹp. Đôi tay rất quan trọng, cũng là những cái dáng mình tương gắn nổi của cái mẫu. Một lời tâm sự, tự sự. Rồi, một cái tâm trạng tự sự
phiền não hơn nữa thì sao? Vẫn thấy được những món quà đẹp và được mặc cúi xuống bằng tay, từng chuẩn bị để chúng ta thấy được cái góc mũi của Mộc, để thấy được cái gương mặt của người mẫu đẹp. Chứ thật sự mà còn thì ấp lên đây là sự chuẩn bị đón đến cái nhịp đẹp nhất của mẫu, nhưng mà để sát quá nó sẽ mất đẹp. Gần đụng thôi để chúng ta tắt được cái mũi, nhất là cái mũi rất là quan trọng, đừng để cái gì nó phá vào cái mũi. Với như vậy bạn hãy chụp hết người và hãy chụp một xem có nhiều cơ hội cho bạn chụp. Rồi cũng hai giác tay nữa, nguyên cho chú để nguyên lại anh cứ lại như vậy. Đây gọi là những cái động tác chuyển dáng mà chúng ta nắm được. Thì rồi con ta nắm giữ nguyên cái bàn tay đẹp rồi, và con lùi lùi nướng cho bàn tay, nhìn cái bàn tay lùi lùi ra và ngã qua tay chút xíu. Thứ nhất là mẫu sẽ đỏ rất mệt và chúng ta chuyển dáng như vậy rất là khoa học. Đây là một cái nụ tầm xuân, một cái nhánh dây leo đang thả xuống thì sang một cái hoa mà có những con bướm, một con ong, thí dụ vậy. Đó là những ngôn ngữ tương tác mà mọi người phải tự tìm ra cho mình qua cái ngôn ngữ bây giờ của cơ thể và thành các tương tác với lại những cái đạo cụ và tích tư liệu của mình. Đó là phương pháp sáng tạo, và người mẫu chỉ là chúng ta học trong cái giới hạn ngày hôm nay là một không gian chúng ta tạo ra ngôn ngữ của tay chân bằng nhiều dáng đứng nằm ngồi. Người này nó hoàn toàn như thì đang ví dụ là một cái dáng ngồi thôi, một dáng chân chưa hề thay đổi, chúng ta thay đổi cái đòn tay thôi, chúng ta sẽ có rất nhiều dáng. Rồi bây giờ chậm nó hơi xíu, rồi chậm xíu hai tay để vậy đó, không đẹp nó mà chỉ còn một cái dáng chậm thôi, chúng ta lại đưa nó xuống đây mặt tay ngã. Khi dáng ngồi nó có cái giá trị khác của cái dáng đứng, vẫn là dáng đó, nhưng mà cái đường nét cơ thể và cái đường eo, đường cong, đừng để dáng này nó chạm vào đây, nó mất đi cái đẹp của eo trong cái dáng. Chính vì nó đổi như vậy nó mới đẹp. Nó cái tay này đá rồi cái gì? Và bàn tay này khi ta chỉ ghế đưa ra. Rồi, nhìn theo nhũ này, theo nhũ này. Chúng thấy đường cong của thiếu nữ sẽ lên hết và rất là đẹp. Thì không phải trang phục áo dài mà tất cả những trang phục khác chúng ta phải nương theo cái kinh nghiệm đó mà chúng ta tạo nên. Cái sự thay đổi chút xíu về bộ bài dáng tay và bài dáng chân như vậy, khi các bạn có sự liên hoàn đó, nếu các bạn giúp người mẫu được giải phóng cái cơ đứng trong một cái sự ngồi yên. Chứ những bài chúng ta đổi hướng để chúng ta có thứ nhất là thay đổi cho người mẫu được khỏe vừa đỡ mệt. Bên này cũng vậy, chân trước cũng nặng nhé, chân sau ra để không mất hai đầu chân, và hai đầu gối chúng ta cũng chặn lại nha, hai đầu chân ta xè ra phía trước nhưng hai đầu gối ta đừng mệt, đầu gối ta đừng vô. Xíu thì cái tà sao cũng là một cái đường dẫn rất đẹp. Cũng như dáng ban đầu, bắt đầu đây là cái dáng khởi đầu, dáng tự bắt đầu ta mới vươn tay ra ở cái nhìn này, là như vậy nha, tay trên như vậy, từ đây. Thank you.
cố lên. Xong giá còn đẩy một phát tất cả những đường cong nó sẽ đây là hai không chưa đẩy nó sẽ tạo đường cong. Mày có đặt cái ghế cũng cái ghế đó cũng đạo cụ đó thêm phiên mà cũng là dán ngồi mình chỉ cần thay đổi vị trí thay đổi cái di dời đạo cụ rồi cái ngồi nó mong đặt xuống hay chim xếp lên đây được gọi là ngồi nửa mông mình cứ dán nó lắc ra ngoài hết. Nếu như thế này mà đặt để cho người mẫu hai mông chạm đất thì nó không ra được cái dáng này. Mà khi ta sửa đòn tay nó rất là vặn người. Người mẫu rất là sửa rất là đau. Và cái dáng không có đẹp. Cứ như vậy ngồi cũng ngồi nửa mông ha. Cái mông này từ còn nửa mông. Tất cả mông kia thì tách thành khoảng. Và cái chân của bạn. Cái chân đã không khéo thì cái chân nó rất là thô. Cái chân kia, cái lòng bằng chân kia giữ đây. Lòng bên dưới á. Để cho cái một phần trên ống cửa một chút gác vào cái giữa hai cái này thì thứ nhất nó không bị đau, tất cả mọi cái đều nó tính và nó thấy được hết hai bàn chân rất là đẹp và cái tất cả cái thế nó thoải mái và ngồi lâu được. Tựa cổ tay thì nếu mà nói thì nó phải qua cái cổ tay một xíu để bàn tay nó đủ lực để đủ xuống để giải phóng cái lực của cái ngón tay thì giải phóng thì lúc đó bàn tay nó mới đẹp và nó mềm tất cả ngón tay đều thả lỏng. Những người thấy cái lúc nào cũng phải kẹt bàn tay như này mà chúng ta cái việc thay đổi cái ngôn ngữ của bàn tay sức nhiều cái xế bàn chân họ sẽ tự nhiên họ sẽ rút lại bởi vì trong quá trình họ làm họ quên mà luôn luôn phải chú ý. Còn thấy được, cái chân,
để lót cái dưới đây để cho lòng người nó lòng dài nó dài xíu để nó rụt người lại xấu. Sao xíu để cái dáng bắt đầu nó bù phù nhỏ hơi xíu. Nào, chúng ta vẫn không thấy mất một cái bàn tay nào cả. Tại vì khi nó chưa đủ mông thì nếu mông thì cái chân nó bị nhóm nhóm, nó không ngồi đúng nữa mông thì cái chân này sẽ nằm nó đẹp hơn để bóng được cái chân là cái chân này.
mình vừa ăn sáng, ăn rồi xong rồi làm view đèn lên trên có ảnh hưởng đến video của anh không? Đôi khi đến lúc mà bạn làm bạn thấy cái dáng bạn biết là cái ngôn ngữ của bạn khả năng nói gì. Đây là những cái ngôn ngữ cơ thể mình thường bắt hàng ngày trong cuộc sống. Người một người suy tư, một người ở trạng thái thì không ai nói là vui cả. Hoặc là một cái những vui quan hệ người ta bung ra, buồn phiền người ta co lại và ta ung tư và ta đau khổ người ta rút lại. Đó là những cái động tác mà chúng ta thường thấy nhưng chẳng qua ta hoàn thiện nó bằng cái sự từ nét xếp nó lại. Quá trình mà các bạn chuyển như vậy thì các bạn sẽ thấy rằng là cũng như đó, cái
cơ thể của phụ nữ đang mềm mại chuyển dần vào những đường nét ban đầu chúng ta xây dựng, khi mình đặt mông xuống nó được đúng nó vững thì mỗi làm điều đó dễ dàng và không cần phải thay đổi, chúng ta sẽ đỡ mất thời gian khá nhiều và người mẫu cũng sẽ được cảm nhận nó nhẹ nhàng và nó sâu sắc hơn. Cố gắng lâu hơn.